thần hy chi tinh điều khiển cho cơ giáp giơ thanh kiếm lên cao nghiêm giọng ra lệnh hạ nguyệt phận lạc ly đưa ma lực của mọi người vào trong kiếm hoàng tuyền để sức mạnh của ba người chúng ta hội tụ với nhau tỷ lệ đồng bộ cực đại cơ giáp há hốc mồm ngạc nhiên đón nhận lấy sức mạnh to lớn nhất kích trí thắng nó nắm chặt thanh kiếm trong tay tên dũng giả ngồi trong buồng điều khiển trợn to mắt ngạc nhiên thầm nghĩ đây đây là sức mạnh gì hai mắt gã hằn lên tia máu suy tư ta có thể cảm nhận được đây chính là sức mạnh của thần minh siêu việt gã nhìn cơ giáp đang cầm thanh kiếm lao về phía mình bất lực nghĩ đây mới là binh khí giết thần thật sự Hà khà nhớ lại sự ngông cuồng tự đại trước kia của mình quả thực giống như tên hề như một trò cười ta hóa ra là đang đối đầu với quái vật loại này sao thần hy chi tình một đao chém xuống mặt của x 10 a thân thể nổ tung tên dũng giả bàng hoàng chấp nhận ta thua rồi cơ giáp nhảy bật ra phía sau vụ nổ cơ giáp cầm quả bom đang dò dỉ điện trên tay thần hy chi tinh hừ lạnh ghét bỏ thế mà lại dở vài chiêu thức thâm độc bỏ hạch tâm chắc có lẽ sẽ không tự nổ được nhỉ tay siết chặt quả bom cho nó phát nổ hạ nguyệt phận mở cửa buồng điều khiển ra hai tay giơ cao lên trời sảng khoái nói a ah, ha 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 thắng rồi chiêu thức này cũng tuyệt quá đi anh cười đắc ý đáp đương nhiên rồi sức mạnh chiêu thức mà ta nghiên cứu ra thì sự tuyệt vời mới là điều ta coi trọng nhất anh ngẩng đầu nhìn lên cao nói nhưng cũng may mà có nữ thần hòa hài ra tay nếu không lãnh địa của xin sẽ bị san phẳng rồi anh điều khiển cơ giáp về phía ban nãy của cô ngạc nhiên nói cảm ấy nữ thần hòa hải đâu rồi vừa rồi vẫn còn ở đây mà cùng lúc này bên phía dũng giả bọn chúng nằm la liệt trên đất tên ninja trợn trắng mắt cổ giả chết hắn nhìn qua tên đồng bọn nói này đừng giả chết nữa chuyện lớn không ổn rồi dũng giả vật chất hình như bị xử lý rồi tên trùng khăn trắng đặt hai tay trước ngực hờ hững đáp liên quan quái gì tới ta đi ra chỗ khác đừng làm phiền ta suy nghĩ về cuộc đời hắn ngờ nghịch nói ta vừa rồi khi giả chết đã nghĩ là dù sao ta làm dũng giả cũng chỉ là vì tiền và phụ nữ có cần thiết phải liều mạng như vậy không ngươi nói xem kiểu người nhỏ mọn như chúng ta cả đời này sống rốt cuộc là vì điều gì chứ tên bạm trợn đầu chọc cũng bò tới góp vui ấy trùng hợp thế các ngươi cũng giả chết à một tên khác cũng bò tới vui vẻ nói hân hạnh hân hạnh tên ninja ngẩng mặt nhìn bọn họ đáp hân hạnh hân hạnh ta là vương phú quý của thôn khê mộc một người khác hớn hở đáp ối đồng hương à ta cũng là người của thôn khê mộc ta chính là vương tam hữu sống ở cuối thôn đây có ấn tượng gì không Vương Phú Quý kinh ngạc đáp, ồ, chính là cái nhà mà ngày nào cũng gõ nổi ẩm ý khi ta ngủ hả, ta tìm ngươi lâu lắm rồi đó. Tên trùng khăm nằm ngây ngẩn nhìn trời đất thầm nghĩ, gì mà vẫn còn lôi vào thế. Hắn nhìn ánh trăng trên cao không khỏi trầm tư, bỏ đi, dù sao chúng ta cũng bị bắt nhiều lần rồi, chi bằng đầu hàng tốt hơn, hay ra, đột nhiên nhớ nhà quá. Đột nhiên từ trên trời xuất hiện một vòng sáng, bốn người bọn họ ngây người kinh ngạc nhìn lên, hử, ừ, cái vòng tròn này là thứ gì vậy? Phần đạt ra chiêu kéo bọn họ từ vòng tròn rơi xuống, mấy tên dũng giả quèn trợn to mắt kinh hãi ối ôi ối. a Lưu tư nhìn đám người vừa xuất hiện khó hiểu hỏi phần đạt đây là nhóm người sống sót cuối cùng rồi sao cô khoanh tay thản nhiên đáp vẫn còn một vài người nhưng chỗ còn lại giao cho đội cứu viện khác đi ta đã dùng hết megapixel rồi vương phú quý ngạc nhiên ngẩng đầu lên cao giọng ngươi ngươi là a Lưu tư dũng giả hoàng tuyền xếp ở vị trí 42, ngươi ngươi triệu hoán bọn ta tới làm gì anh ta dựa lưng vào thân cây hờ hững đáp yên tâm bây giờ không có ai truy cứu chuyện các ngươi giả chết dẫu sao người mà các ngươi đối mặt là người đàn ông đó đi bao nhiêu người cũng không đủ bọn ta cũng là nghe theo mệnh lệnh của tổ chức dùng hết khả năng cứu vãn lấy một vài tổn thất tên trùng khăm tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi người đàn ông đó là chỉ thần hy chi tinh sao vương phú quý khoanh tay dè chừng nói dũng giả vật chất đã chuẩn bị trăm năm cũng không phải là đối thủ của hắn những kẻ yếu kém như bọn ta đây cũng không làm được gì cả phần đạt cúi đầu ghét bỏ đáp được rồi các ngươi bớt nói vài câu đi không cần phải nâng uy phong của kẻ địch lên. Đừng có quên mục tiêu của chúng ta là khiến thế giới từng bước hỗn loạn, từ đó khiến cho sức mạnh của chúng ta tăng lên từng bước, chứ không phải là bảo các ngươi đấu trọi trực tiếp. Tuy rằng dũng giả vật chất đã hy sinh có chút đáng tiếc, nhưng tộc tinh linh đã biết có một con người đang ở phía sau điều khiển bọn họ. Ký ức khác trong linh hồn này sẽ không mất đi, chúng ta đã đạt được mục đích. Cô nhếch môi cười nguy hiểm nói, tiếp sau đây chỉ thiếu một mồi lửa, chiến tranh giữa loài người và tộc tinh linh sẽ khai hỏa. Cùng với vô số sinh mạng qua đời, sức mạnh của chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từng bước một, đây mới là thứ chúng ta cần, không phải sao. Lúc này tại đại thụ thần điện, ánh trăng đã lên cao, bên trong phát ra tiếng nói, thật sự vô cùng cảm ơn cô. Hai mỹ nhân đứng trên lầu nhìn ngắm ánh trăng, xin cảm kích nói, nếu không nhờ cô ra tay, người trong tộc của ta sẽ bị chìm trong khổ nạn. Người bên cạnh chân thành đáp, giữa cô và ta không cần khách khí, chị em tốt của ta. Nữ thần hòa hài mím môi lo lắng hỏi, xin cô đã nghĩ kỹ rồi chứ, muốn đoạt lại thuần quyền, cô buộc phải tham gia vào thử luyện nữ thần giống như người bình thường, nếu thất bại, cô sẽ chết. Nàng ta siết chặt tay cười mỉm đáp, không cần lo lắng, cho dù con đường phía trước có nguy hiểm thế nào, ta cũng có niềm tin đi khắc phục, bởi vì người dân của ta cần ta. Nữ thần hòa hài cười hài lòng nói, xin cô thực sự thay đổi rồi, trở nên kiên định và đáng tin hơn. Nàng ta cho mày hờn dỗi hỏi, này, ý của cô là ta của trước đây không đáng tin sao? Nữ thần hòa hài cười mỉm đáp, kha kha, ít nhiều cũng có chút do dự không quyết đoán, khiến người ta không yên tâm được nhưng bây giờ ta có thể cảm nhận được sự kiên định trong lòng cô. Sự kiên định này khiến cô tỏa sáng vô cùng. Cô chắc chắn có thể lại lần nữa thắp sáng tương lai của tộc tinh linh. Chị em tốt của ta. Sinf cười ngại ngùng đáp, ừ, cảm ơn cô. Lúc này Rosa bỗng đi đến mừng rỡ báo cáo, Sinf tỷ tỷ có tin tốt, ngô thần bọn họ đã đánh bại dũng giả vật chất, khải hoàn rồi. Nàng ta kinh ngạc xoay người nhìn lại hỏi, bọn họ không bị thương chứ? Đột nhiên nữ thần hòa hài cười mỉm rời đi. Nàng ta lo lắng hỏi đợi đã cô đi đâu cô không định gặp ngô thần sao cô mím môi lạnh nhạt đáp không ta hiện giờ không hề muốn gặp hắn rosa che miệng thất kinh thầm nghĩ đại nhân đại diện cho nữ thần sao cũng ở đây xin phốt hoảng giải thích cô nghe ta nói ngô thần đang cố gắng bù đắp lại mọi chuyện trước kia ta khẩn thiết xin cô hãy tin chàng lần này chàng ấy chỉ là cần một chút thời gian nữ thần hòa hài mím môi suy tư đáp ừ ta biết rồi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô là ta đã biết rồi hắn đang thử bù đắp lỗi lầm trước kia nhưng vấn đề là hắn có thể làm được không với khả năng hiện giờ của hắn ta cảm thấy vẫn rất miễn cưỡng dẫu sao ma nữ không phải là người dễ chọc vào thế nên ta lựa chọn tiếp tục quan sát nếu không ta sớm đã dẫn theo bạch hổ đến bắt ngô thần rồi xin cho mày khó xử nhìn chị em tốt cô cúi đầu lạnh lùng rời đi cáo tử vẫn mong cô đừng nói với ngô thần là ta đã tới ả à và cả nữ thần hòa hài nghiêng người cười tươi chúc phúc tân hôn vui vẻ xin tròn xoe mắt kinh ngạc nàng ta mỉm cười hạnh phúc đáp cảm ơn cô vừa hay bọn người thần hy chi tinh vui vẻ trở về anh giơ tay lên lớn tiếng hay vợ ơi bọn ta về rồi dũng giả đã được giải quyết hoàn hảo rồi xin cười vui vẻ đáp a chào mừng trở về thật là vất vả cho mọi người rồi anh lo lắng hỏi nhưng mà vợ ơi nàng sao thế một mình đứng ngây ra trước cửa sổ xin ngập ngừng đáp không có gì chỉ là đang nhớ lại chuyện trước kia mà thôi anh yên tâm gật gù ừ sắc trời ngày một tối cùng lúc này tại lãnh địa của nữ thần bạch hổ bên trong nhà phát ra tiếng hét giận dữ này hai người vừa vừa phải phải với ta thôi ly di đập tay xuống bàn cáo gắt đã ở chỗ ta ăn không uống không cả ngày rồi hai người sao vẫn không biết ý vậy hả không thể để ta yên tĩnh một mình một lúc sao y cười mỉm nâng tách trà lên hỏi ui chao cô mèo con câu nói này của cô khiến người ta tổn thương quá đi à bọn ta không phải là chị em tốt sao ngô tuyết huyên vừa ăn chuối vừa hùa theo đúng vậy là ly di cô quá không hiểu đạo lý cô đen mặt trừng mắt nói rõ ràng trong tay có tin tình báo của ngô thần mà lại không thông báo cho bọn ta ly di rõ ràng là muốn ăn mảnh cô ta sợ hãi hốt hoảng khai ối ta biết rồi ta biết rồi ngô thần đang ở tộc tinh linh chúng ta cùng nhau qua đó là được chứ gì yves nhâm nhi trà bình thản nói bây giờ còn đi cái gì đã một ngày rồi người ta chạy từ lâu rồi cô ta chống tay lên bàn trách móc hai người còn có mặt mũi nói ư ừ, còn không phải là hai người hại nếu không phải hai người chặn lại ta sớm đã bắt ngô thần về rồi yves hờ hững nói ư ừ, Tùy cô muốn chối thế nào thì chối, nhưng ăn mảnh là không được rồi. Nàng ta cười mỉm hỏi ý, nhưng mà mọi người có cảm nhận được không? Xin tỉ muội của chúng ta dường nhau đã trở về rồi. Ngô Tuyết Huyên mím môi đáp, có cảm nhận được nhưng sức mạnh của cô ấy vẫn rất yếu ớt, sợ rằng vẫn không thể đoạt lại thần quyền của mình. Nhưng Sinh là bởi sa ngã làm ma tộc mà mất đi thần quyền, bây giờ lại làm thế nào biến trở lại thành tộc tinh linh? Ly Di khoanh tay ủ rũ nói, lẽ thông thường thì không thể nào, trừ khi bản thân có thể phá trừ tâm ma, đợi đã, tâm ma của xin phà. Ba người với ba sắc thái khác nhau không khỏi kinh hãi, lẽ nào? Từ trong nhà phát ra tiếng la thất thanh, chúng ta bị trộm nhà rồi. Chuyện về dũng giả tạm thời kết thúc, tộc tinh linh cũng trở lại trạng thái yên bình và nhẹ nhàng như trước, để chúc mừng sự trở về của nữ vương. Tộc tinh linh đã tổ chức một buổi lễ long trọng, danh hiệu của thần Hy Chi Tinh cũng được sửa lại, lại lần nữa lấy được sự tôn trọng của tộc tinh linh. Còn ta cũng lấy thân phận là khách quý chứng kiến thời khắc này, tộc tinh linh lại trở về thời khắc huy hoàng. Gia Minh Gia Gia là người chủ trì buổi tiệc, ông ta dõng dạc thông báo có thể trở thành người chủ trì buổi lễ lần này ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh trước tiên hãy chào mừng nữ vương của chúng ta đại nhân xin trở về và cả người ở xứ sở khác đã cống hiến rất nhiều cho tộc ta ta thay mặt cho tộc tinh linh cảm ơn mọi người trước khi bắt đầu buổi lễ xin cho phép lão hủ nói vài câu ở phía dưới trong khi mọi người hân hoan vỗ tay thì hạ nguyệt vận lại tỏ vẻ chán trường phù ta không chịu nổi nhất chính là màn này kết thúc thì nhớ gọi ta dậy nha thế là cô ta ngủ ngay trên bàn lạc ly lập tức lên tiếng Hạ Nguyệt Vận, nơi trang nghiêm thế này sao cô có thể ngủ chứ? Cho đến khi trời chập tối, cả nàng và Ngô Thần cũng lăn ra ngủ bởi lão ra ra kia nói quá nhiều đi. Đang ngủ mê man đến chảy cả nước rãi thì có tiếng gọi. Này, Ngô Thần, anh liền mở mắt ra, là Rosa. Ngô Thần cất tiếng hỏi Rosa, sao muội lại chạy tới đây vậy? Cô nhìn anh với ánh mắt sáng rực và đáp những lời vớ vẩn của lão già kia chán ngắt nhỉ? Đi theo ta, ta cho huynh xem thứ này hay lắm. Và thế là Rosa kéo tay Ngô Thần đi một cách vội vã. Họ tới một căn nhà, Rosa nhanh chóng mở cửa rồi giang tay hoan nghênh. Tới rồi, đây chính là những thứ hay ho, những người này đều là nô lệ đã được huynh cứu ra vào năm đó, mọi người đều muốn báo ân. Ở bên trong là những cô gái xinh đẹp tươi cười nhìn ngô thần, anh hốt hoảng la lên, đợi đã, nhiều người như vậy ư, mọi người đây là báo ân hay báo thủ vậy. Sau đó, bên trong căn nhà không ngừng phát ra tiếng la hét inh ỏi. Bên phía buổi tiệc, dù đã nói rất lâu, từ ngày đến đêm, thế nhưng Gia Minh Gia Gia vẫn chưa nói xong bỗng có thuộc hạ đến nói nhỏ vào tai xin đại nhân xin thần hy chi tinh ngài ấy vừa nghe xong nàng ta liền rơi vào trầm tư chuyện này sao có thể ngô thần chàng ấy tại sao lại làm ra chuyện như vậy lẽ nào chàng ấy sẽ lại giống như một nghìn năm trước không được ta buộc phải tra cho rõ ràng xin ngay lập tức kêu gọi hạ nguyệt vận và lạc ly tiểu đội vây bắt thần hy chi tinh lại lần nữa xuất kích lạc ly khuyên nhủ xin cô có phải là nên bình tĩnh một chút trước hay không ta cảm thấy ngô thần không phải là người sẽ làm ra chuyện như vậy tuy rằng ngô thần rất giỏi nhưng cùng lúc đối diện với nhiều người như vậy xin pháp, chàng ấy không chống đỡ nổi với trường hợp kiểu này bây giờ chàng ấy đã có chiếc nhẫn tinh lực vô hạn thì càng không thể bỏ mặc chàng ấy làm bừa thân làm thê tử chúng ta phải ngăn cản chàng ấy tiếp tục phạm sai hạ nguyệt phận dặn dò nhớ rằng ra tay nhẹ một chút nhé giao huấn một chút là được rồi ngô thần vẫn phải cùng ta chơi game nữa ba người bọn họ xông vào căn nhà kia đương nhiên ta biết chuyện này đột kích bắt hiện hình ngay tại trận không được động đậy tất cả ôm đầu quỳ xuống, nữ xếp thành một hàng. Tuy nhiên bên trong có rất nhiều người, họ đang vui vẻ nhảy nhót với tiếng hát và điệu nhạc sập sình, ánh đèn lấp lánh chiếu rọi cả khán phòng, dường như chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của ba người. Trong khi Sinh và Lạc Ly mặt không cảm xúc thì Hạ Nguyệt Vận lại rất hớn hở, cô ta vẫy tay gọi, Rosa và Ngô Thần quay lại nhìn, ấy, tỷ tỷ Sinh cũng tới rồi, ừ, bài diễn giảng của ông lão kia kết thúc rồi à. Ba người kia đi tới, Hạ Nguyệt Vận hỏi, ái chà, có chuyện hay thế này tại sao không gọi ta, Ngô thần gãi đầu cười, ta cũng là vừa mới biết được mà. Sinh nói, Rosa, suy nghĩ cảm ơn ngô thần của mọi người, ta có thể hiểu, nhưng không phải lúc này, mau theo ta quay về. Cô tỏ thái độ chán ghét, không muốn, ông ấy nói nhiều quá, buổi lễ hay ho đều trở nên vô nghĩa rồi. Sinh quát mắng, Gia Minh Gia Gia nói lâu như vậy cũng rất mệt đó, muội sao lại không hiểu chuyện như thế chứ. Ngô thần vội lên tiếng, được rồi, được rồi, trẻ con mà, chỉ muốn chơi thôi, trước đây đã muốn nói nàng rồi, cho dù là khi nàng là nữ thần hay khi nàng làm việc cho Lydia thì nàng đều làm quá sức nàng nhìn Hạ Nguyệt vận kìa nàng ấy sống rất thoải mái cho dù lúc nào cũng có thể vui vẻ giống như đứa trẻ sống trọn vẹn một ngày ta rất lo lắng nàng sau khi quay trở lại làm nữ thần sẽ quá bận cơ hội chúng ta ở bên nhau sẽ ít như vậy ta sẽ cô đơn nó xin suy ngẫm về những câu nói vừa rồi nàng ta ngại ngùng nói vậy vậy sao không có ta ở bên chàng sẽ cảm thấy cô đơn sao bớt dùng trò này đi chàng là muốn dỗ ta sau này chăm con nhỉ thật đúng là chỉ lần này thôi tối nay ta sẽ chơi đùa với mọi người một lần ngô thần vui vẻ kéo xin lại, mau tới đây mau tới đây sắp tới đoạn quan trọng rồi rosa thầm sửng sốt đây là trò gì vậy vài ba câu đã dỗ được xin tỷ tỷ tới mức như sắp sinh con với hắn rồi hai người vừa mới kết hôn mà còn là kiểu chưa tổ chức hôn lễ hi hi sau này tỷ tỷ xin còn tết mông ta nữa ta sẽ đi tìm anh rể là chuẩn rồi ngày hôm sau trong phòng làm việc của xin một vị tướng quân nói lớn nữ vương điện hạ Tại sao không cho phép chúng thần xuất chinh đánh dẹp đám người đó? Xin bình tĩnh trả lời. Điều chúng ta cần làm trước mắt là khôi phục nguyên khí. Tướng quân, chiến tranh không có ý nghĩa gì. Tướng quân tức giận lấy tờ giấy đập mạnh lên bàn. Đây đều là thư thỉnh nguyện của các binh sĩ. Điện hạ lẽ nào xem thường ý nguyện của các chiến sĩ sao? Ngô thần trong phiên bản nữ đứng phía sau cất tiếng nói: Đừng ngu ngốc nữa. Đánh nhau sẽ chết người. Kết quả không phải vẫn là đám dũng giả đó thu được lợi lớn nhất sao? Vị tướng quân quay lại nhìn. Nha đầu loài người từ đâu ra vậy? khi lão phu đánh giặc ngươi vẫn còn không biết ở chỗ nào đó thế mà lại dám tới giáo huấn lão phu ngươi lấy đâu ra tự tin vậy loài người ngô thần hiên ngang đáp trả hừ ta còn tò mò sự tự tin mù quáng đó của ông từ đâu ra vậy ở trước mặt nữ vương của mình thế mà vẫn dám đứng nói chuyện xem ra ta buộc phải dạy ông một chút thế nào gọi là lễ nghĩa quân thần quỳ xuống vị tướng quân ngay lập tức quỳ xuống mà không thể nào phản kháng lại bởi ngô thần đã sử dụng quyền năng nữ tôn nam tỳ năng lực có được sau khi ngô thần và ma nữ nữ tôn hoàn thành hôn ước có thể triển khai quyền năng theo hình thức lãnh vực sức mạnh nam giới trong lãnh vực sẽ bị bào mòn đi rất nhiều ngược lại sức mạnh của nữ giới trong lãnh vực sẽ được tăng lên rất nhiều xin đứng dậy ngăn cản ngô thần mau dừng tay tướng quân nhiều đời trung thành ông ấy sinh ra đã có tính cách như vậy chàng hiểu lầm ông ấy rồi ngô thần liền giải trừ quyền năng và xin lỗi ông ta anh gãi đầu cười như chưa hề có chuyện gì vị tướng quân kia tâm phục khẩu phục hừ chỉ dựa vào một câu nói đã có thể áp chế lão phu tới mức không động đậy được ngươi không phải là một tiểu nha đầu đơn giản là lão phu thất lễ rồi ông ta quay sang nói với xin nữ vương điện hạ chuyện xuất trinh vẫn mong người suy nghĩ thêm có lúc chiến tranh là điều không thể tránh né bây giờ khắp cả tộc tinh linh đều cho rằng là loài người đã hãm hại bọn họ bệ hạ còn không đánh lại thì khó mà bình ổn lòng dân cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn tới nổi loạn nàng ta đáp ta cần phải suy nghĩ thêm sau đó tướng quân cáo tử rời đi xin thở dài buồn rầu nói hai hiện giờ toàn dân phẫn nộ cho dù áp dụng thi hành cưỡng chế cũng sẽ có người tự ý đi khiêu khích chiến tranh, lẽ nào chỉ có con đường chiến tranh để lựa chọn sao? Ngô Thần đưa ra ý kiến, cũng không phải chỉ có con đường chiến tranh, có lẽ vẫn còn có cách khác, có thể đi tìm nữ thần hòa hài để ổn định lòng dân, nếu quả thực không được thì ta lại liên hệ với nữ thần khác. Xin vội ngăn cản, không được, lẽ nào chàng không biết những nữ thần khác đều đang truy sát chàng sao? Ngô Thần đáp, ta đương nhiên biết điều này, nhưng chiến tranh là điều mà chúng ta đều không muốn nhìn thấy, huống hồ, vì nàng, ta hy sinh một chút thì có sao đâu. Xin vẫn không đồng ý, không được, ngô thần, sứ mệnh của chàng rất quan trọng, không được lụy tình sẽ làm lỡ chuyện lớn, vấn đề của tộc nhân ta, ta sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết. Nàng ta thầm nghĩ, tuy rằng chuẩn bị vẫn không đầy đủ, nhưng phải nhanh chóng bắt đầu thử luyện nữ thần, buộc phải lấy lại thân phận của nữ thần trước khi bùng nổ chiến tranh. Ngày hôm sau, tại nơi thử luyện nữ thần, nữ thần hòa hài đứng ra thông báo, các vị, chào mừng đến với thử luyện nữ thần, thử luyện lần này sẽ do ta chủ trì trong quá trình thử luyện có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng mọi người sẽ hoàn thành thử luyện dưới sự chỉ dẫn của nữ thần sáng thế đại nhân mọi người đã chuẩn bị xong chưa xin đáp vâng nữ thần hòa hài đại nhân bên cạnh nàng ta còn có rosa và một nữ tín đồ xin quay sang mắng rosa muội đến thêm chuyện làm gì mau về đi cô trả lời không muốn muội cũng là người được nữ thần đề cử thử nghiệm quá nguy hiểm cho dù là xin tỷ tỷ cũng sẽ chết trong trường hợp không chuẩn bị đầy đủ nếu chúng ta cùng tham gia dù thế nào cũng sẽ có một người có thể trở thành nữ thần tộc tinh linh không thể lại lần nữa rơi vào trong tay đám nghị viên đó rosa quả thật là một đứa trẻ hiểu chuyện mọi người đứng ở ngoài chăm chú quan sát bỗng nữ tín đồ bị văng khỏi cửa thời không bởi luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ nó cô ấy ngã sấp xuống và phun ra máu xin cùng rosa chạy tới nàng ta lật người cô ấy lại thế nhưng cơ thể đã không còn nhịp tim xin vô cùng buồn rosa đứng bên cạnh an ủi xin tỉ tỉ đừng đau lòng cô ấy đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi trong khoảng thời gian tỷ không ở đây bọn muội nghĩ rằng tỷ không quay lại nữa vì vậy vẫn luôn có những tín đồ thành kính tham gia thử luyện nữ thần đáng tiếc đều không thành công xin đặt tay lên trán nữ tín đồ rồi cầu nguyện cho linh hồn của cô ấy quay trở về trong lòng mẫu thân đại nhân nữ thần hòa hài nói thời gian và không gian của thử luyện lần này có chút hỗn loạn cô chắc chắn vẫn tiếp tục sao xin dũng cảm trả lời đã không còn thời gian nữa người tiếp theo hãy để ta rosa đòi đi theo nhưng nàng nhất quyết không chịu muội không được đi ngoan ngoãn đợi cho ta cô hết cách nên đành tự ý nhảy vào trong cửa thời không thấy vậy xin cũng ngay lập tức nhảy vào trong ở bên ngoài nữ thần hòa hài lật ngược đồng hồ cát đã bắt đầu tính thời gian thử luyện bắt đầu rồi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của hạ nguyệt vận ngô thần hỏi tiểu nguyệt nguyệt nàng sao thế cô ta trả lời ừm đột nhiên cảm thấy trong cửa thời không đó truyền ra một luồng sức mạnh quen thuộc bỗng cô la lớn không đúng luồng sức mạnh này là mẫu thần đại nhân xin bọn họ gặp nguy hiểm nữ thần hòa hài kinh ngạc khi thấy thời không trở nên hỗn loạn bên trong có một luồng sức mạnh chẳng lành. Ngô thần tức khắc không màng nguy hiểm, nhanh chóng chạy vào trong cửa, nữ thần hòa hài ra sức khuyên ngăn nhưng tốc độ của anh thật sự quá nhanh. Không được, ngươi không thể vào trong, ngươi sẽ bị dòng loạn thời không xé vụn. Hạ Nguyệt Phận cùng với Lạc Ly chạy tới, họ vô cùng lo lắng, nữ thần hòa hài, sao cô không giữ hắn lại, tắc trách, thật là tắc trách, giờ làm sao đây, ngô thần sẽ chết. Nữ thần hòa hài hốt hoảng khi nghe đến cái tên này, cô nói cái gì, người vừa rồi là ngô thần ư, cô bất lực chẳng thể làm gì thế là ba người bọn họ đứng bên ngoài quan sát cửa thời không hy vọng những người bên trong sống sót trở về ngô thần nhảy xuống với mong muốn tìm thấy sinh và rosa cho đến khi dòng loạn thời không bắt đầu cắn xé cơ thể anh vẫn cố gắng chống cự tuy nhiên sức mạnh của chúng quá mạnh anh đành phải la lên một cách đau đớn bỗng có đôi bàn tay chạm vào má ngô thần và phát ra giọng nói dịu dàng không sao có ta ở đây đi theo ta con rể của ta đó chính là nữ thần sáng thế và cũng là mẹ của sinh nhờ cô mà ngô thần không còn đau nữa anh đáp nhạc mẫu đại nhân cô ôm anh vào lòng ta sẽ đưa con tới điểm liên kết quan trọng thời không bị ta thần bóp méo thần hy chi tinh con gái của ta nhờ cả vào con nó khung cảnh chuyển đến nơi khác bầu trời ở đây vô cùng trong xanh có tiếng gọi của một cô gái đại tỷ tỷ đại tỷ 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 không sao chứ ngô thần từ từ mở mắt sau đó anh bật dậy rồi la lớn a à, xin là nàng sao cô gái kia thắc mắc xin đó là ai vậy tên của ta là mia khung cảnh hoang tàn đổ nát trước mắt làm cho ngô thần tò mò lãnh địa của tộc tinh linh sao lại biến thành thế này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy mia tìm kiếm thứ gì đó trong thùng rác anh cất tiếng hỏi mia muội đang làm gì vậy sau đó cô bé lấy lên một cái bánh mì cắn dở với biểu cảm vui sướng tìm được rồi bữa tối của ngày hôm nay hôm nay thật may mắn ngô thần hốt hoảng la lên mia đừng ăn đồ nhặt ở dưới đất lên một lát sau ngô thần kiếm ở đâu ra rất nhiều bánh kẹo ngon cho cô bé ăn anh hỏi chuyện mia nơi này là lãnh địa của tộc tinh linh nhỉ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô bé xúc động trả lời, ma nữ, là ma nữ đã hủy hoại quê hương của chúng tôi. Ngô thần thắc mắc, không đúng, những ma nữ mà ta biết hiện giờ đều đang bận cai trị quản lý lãnh địa của mình mới đúng. Mia vội khuyên bảo, loài người lương thiện, mau chạy đi, ma nữ sắp trở lại rồi, người sẽ bị giết chết đó. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh màu tím tấn công họ, may mắn thay ngô thần đã kịp thời chặn lại, anh thầm nghĩ, sức mạnh lạ lẫm, đây không phải là những ma nữ mà ta biết vì sức mạnh quá lớn nên ngô thần không thể chống cự được nữa chỗ bọn họ xảy ra nổ lớn ma nữ pandora đứng trên cao quan sát cô ta có hơi thất vọng ôi trời còn tưởng là tìm được một thứ đồ chơi mới kết quả có chút không cẩn thận đã làm chết rồi thật vô vị khi khói bụi dần tàn ra pandora cảm thấy vui mừng khi ngô thần và mia vẫn còn sống ngô thần cố che chắn cho mia khỏi bị thương đến nỗi áo bị xé rách cùng với nhiều vết thương trên lưng anh đau đớn nghĩ đáng ghét đây là một ma nữ cũng chưa từng xuất hiện trong game ma lực lớn mạnh như vậy sợ rằng cũng chỉ có Lydia mới có thể đối chọi lại, không được, buộc phải chuồn thôi. Ngay lập tức, anh sử dụng triết học chi tinh, lãnh vực ngưng tụ thời không, là năng lực đặc biệt của ước hẹn thể non hẹn biển, có thể khiến thời gian tạm thời dừng lại vài giây, nhưng cần tiêu hao lượng lớn ma lực. Pandora bỗng nhiên không thấy hai người kia đâu mà chỉ thấy một quả cầu sáng lấp lánh ở dưới, đây chính là quả cầu dương chi ác ma, có thể gọi ra một dương chi ác ma trợ giúp người chơi chiến đấu, được chế tạo từ hạch tâm ác ma bắt được, trước khi sử dụng hãy hét lớn ra câu chú, quyết định chọn người đó, đồng thời ném về phía kẻ địch là được. Quả nhiên có một dương chi ác ma xuất hiện, nó gào thét, u quào 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 quào, ma nữ. Thế nhưng Pandora không hề lo sợ, cô ta thản nhiên nói, ui cha, ngươi là tới chơi cùng ta sao, được thôi, ta phải xé nát ngươi ra. Sau khi đã thành công trốn thoát, ngô thần và mia ngồi nghỉ ngơi ở một góc trong khu rừng, cô bé buồn bã nói, ma nữ rõ ràng là nhắm vào ta. Tại sao phải cứu ta, đại tỷ tỷ, tỷ không nên cứu ta, chỉ cần ta bị giết chết, ma nữ có lẽ sẽ rời đi, mọi người sẽ tạm thời được an toàn. Anh liền xoa đầu an ủi cô bé, nói lời ngốc nghếch gì thế, ta sao có thể dương mắt nhìn một đứa trẻ bị giết chết chứ, hơn nữa, ta muốn đánh bại màn nữ đó. Mia, ta muốn muội giúp ta một việc, muội tới phía sau cửa truyền đưa này giúp ta gọi một người. Ngô Thần biến ra một không gian khác và căn dặn Mia, bên trong có một đại tỷ tỷ, muội đi thả cô ấy ra, sau đó muội hãy trốn ở bên trong, đợi không còn nguy hiểm nữa rồi hãy ra, có được không? Cô bé dũng cảm đáp, vâng rồi nhanh chóng nhảy vào trong ngô thần thở phào vù vậy thì tiếp sau đây dương chi ác ma xem ra cũng không chống đỡ được bao lâu lúc này trong căn phòng tình yêu ma lực tỏa ra dày đặc mia đứng ở ngoài cửa và cảm thấy lo lắng chính chính là chỗ này nhỉ nhưng tại sao người giúp đỡ của đại tỷ tỷ lại tỏa ra ma lực không tốt lành như vậy cô bé tự chấn an bản thân không đại tỷ tỷ là người tốt người giúp đỡ tỷ ấy nhất định cũng là người tốt chắc chắn là ta đã nghĩ sai rồi viên đá may mắn của ta không phát sáng thế nên đại tỷ tỷ không lừa ta không cần vội mia viên đá may mắn sẽ bảo vệ muội đừng sợ thế là cô bé bước vào trong căn phòng ileana vừa nhìn thấy mia đã ngạc nhiên ôi chao đây không phải là xin sao sao lại biến thành một người bé nhỏ vậy cô ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô bé và nói để ta đoán thử xem nào là ngô thần gặp phải phiền phức rồi thế nên bảo cô tới mời ta mia biết đây là ma nữ nhưng cô bé không bỏ chạy mà vẫn dũng cảm đối diện ta không phải là xin ta à, tên của ta là mia quả thực có một đại tỷ tỷ bảo ta tới tìm cô Ileana có hơi tò mò, đại tỷ tỷ, bỏ đi, nói như vậy cô là tới thả ta ra ư, cô ta thúc giục Mia, vậy thì mau cởi trói ra cho ta, ta đã không chờ nổi nữa rồi. Ở bên ngoài, Dương Chi Ác Ma chiến đấu một cách mạnh mẽ rồi nổ tung trước mặt Pandora, cô ta lại lần nữa thất vọng, gì vậy chứ, có hơi dùng một chút sức mà đã chết rồi, thật nhàm chán. Pandora đáp xuống mặt đất và nói với ngô thần, tới lượt ngươi chơi với ta rồi, đồ tốt phải giữ lại tới cuối cùng, đây là điều mẹ đã dạy ta. Ngô Thần ngay lập tức biến thành một vị hiệp sĩ với bộ giáp sắt cứng cáp, anh hỏi, mẹ cô chưa từng dạy cô phải tôn trọng sinh mạng sao? Pandora tỏ vẻ ngây thơ, tôn trọng sinh mạng, tại sao? Tất cả sinh mạng đều là đồ chơi của ta, đây là điều mẹ nói với ta. Ngô Thần đáp, chẹp, ta thần có biết dạy con không vậy chứ, đứa trẻ đang tốt lành sao lại bị dạy thành thế này? Vừa dứt lời thì anh đã bị Ileana đánh vào đầu từ phía sau, ngươi mắng thêm câu nữa thử xem. Rồi hai người họ bắt đầu cãi nhau inh ỏi, đã thế còn đánh nhau, ấy, ileana cô cuối cùng cũng tới rồi đợi đã cô sao còn đánh chứ cô không phải là tới giúp ta sao giúp ngươi vậy cũng phải đợi ta xả hết tức rồi tính tên biến thái chết tiệt đồ lưu manh thối tha trói ta thành ra thế này a à, ta biết sai rồi đợi lát nữa sẽ lại cho cô chút giận trước tiên xử lý việc chính cấp bách hơn pandora ngơ ngác đứng nhìn sau đó cô ta hí hửng xen vào các ngươi đang chơi trò gì thế ta cũng muốn chơi ta cũng muốn chơi ileana dừng tay rồi quay lại xem thử là tiểu quỷ nào ai dè cô ta hốt hoảng la toáng lên ối mẹ ơi ma ma nữ thở ban sơ pandora pandora thắc mắc kỳ lạ ta thấy rất quen thuộc với khí tức trên người hai người các ngươi giống với ta ileana vội đáp đúng vậy ta cũng là ma nữ sinh mệnh thể mạnh nhất mà mẫu thân vĩ đại sáng tạo ra pandora hỏi liên tiếp hử ừ, thật vậy sao ngươi là đồng loại của pandora sao vậy ngươi chắc chắn rất mạnh nhỉ nhất định có thể ở bên pandora rất lâu nhỉ ileana nói chuyện với ngô thần Giống hệt như trong lời đồn, không có cách nào nói chuyện, sao vậy, cùng là ma nữ, cô ta lẽ nào đến ngay cả cô cũng không nhận ra sao? Bởi vì sức mạnh mà mẫu thân đại nhân ban cho quá lớn, tâm trí của Pandora chỉ ở mức của một đứa trẻ, nói cách khác, tên này là một quả trứng ngốc. Pandora ngây ngô hỏi, trứng ngốc là gì, là trứng do tên ngốc đẻ ra sao, có thể ăn không? Ngô thần thầm nghĩ, hình như đầu óc quả thật không được linh hoạt, rồi anh đưa ra một sáng kiến, không, chi bằng thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi mới thế nào? Pandora vui vẻ la lên, cái gì, cái gì, trò chơi gì, ngô thần liền giới thiệu luật chơi, trò chơi bắt quỷ, một người làm quỷ. Sau khi đếm thầm tới 100 thì đi tìm những người khác, người bị quỷ bắt được đầu tiên được coi là thua, người thua sẽ làm quỷ tiếp tục trò chơi. Pandora phấn khích vỗ tay, ô ha ha, là trò chơi Pandora chưa từng chơi, nghe có vẻ rất thú vị, vậy Pandora muốn làm quỷ, bị bắt được thì sẽ bị Pandora xé vụn đó, Ileana nghe xong thì vô cùng lo lắng. Pandora úp mặt vào thân cây, vậy ta bắt đầu đếm nhé, ileana nhanh chân chạy trước cùng với ngô thần theo sau pandora đếm từng số một cho đến khi quên mất số tiếp theo và thế là cô ta quyết định đi tìm luôn còn hai người kia thì an toàn nấp sau bụi cây bởi ngô thần đã sử dụng quyền năng ảo nguyệt dưới nước ileana thắc mắc tại sao ngươi có thể dùng quyền năng của hạ nguyệt vận ngô thần giải thích bởi vì bọn ta kết hôn rồi mà bọn ta đã có thể cùng hưởng khả năng có muốn không ileana cáu kỉnh đáp hút cô ta chăm chú quan sát tình hình bên ngoài và nói ma nữ đọa lạc pandora cô ta đã chết từ mấy nghìn năm trước rồi cơ mà lẽ nào đây là thời không của quá khứ ngô thần thật không hiểu vì sao pandora mạnh như vậy ileana giải thích ngươi vẫn thật sự cho rằng nữ thần đều ăn chay sao ở thời đại mà nữ thần sáng thế kiến tạo sức mạnh của nữ thần và ma nữ gần như là tương đương nhau sau khi nữ thần sáng thế qua đời sự cân bằng của thế giới bị phá vỡ sức mạnh của những nữ thần mới bắt đầu dần trở nên yếu ớt pandora ngang ngược như vậy cũng đã bại dưới tay của nữ thần tinh linh nhiệm kỳ này nữ thần tinh linh đã đốt cháy hết sức mạnh sinh mạng tự thân cùng Pandora đi vào chỗ chết, đây chính là nguyên nhân cái chết của Pandora. Ngô Thần đưa ra suy đoán khi nghe xong câu chuyện, vậy chúng ta đã gặp được Pandora ở nơi này, vậy chứng tỏ nữ thần tinh linh hiện tại vẫn còn sống. Anh lấy ra nhẫn ngọc bích mật ý của Tinh. Linh Vương, một thứ trang sức có hiệu quả miễn dịch hệ thực vật tấn công, khôi phục tính mạng, phục hồi vết thương, tiêu trừ độc tố, kiểm soát hoạt động và sinh trưởng thực vật. Tinh linh nữ vương Sin đã dùng ngọc phỉ thúy xâm la tạo nên chiếc nhẫn đầy tình yêu lại bị tên cặn bã nào đó lừa lấy đi kết hôn với người khác. Ileana thấy vậy liền la toáng lên, đợi đã, ngươi không phải là muốn, đồ ngốc, lúc này mà sử dụng đạo cụ cấp thần linh thì sẽ bị Pandora phát hiện ra. Pandora quả nhiên đã tìm thấy hai người, cô ta nói một cách nguy hiểm, theo như ước định, Pandora sẽ xé xác các ngươi thành vụn. Bỗng có tiếng của ai vang lên, ngươi đừng hòng, cùng với đó là một luồng sức mạnh tấn công vào ba người bọn họ. May mắn thay họ đã kịp thời né tránh, Pandora trượt dài trên mặt đất rồi ngước mắt lên để xem thử là ai, không ngờ đó là nữ thần tinh linh Tiffany, là nữ thần tinh linh tiền nhiệm, tức nữ thần thời kỳ trước của Sin, được tộc nhân tinh linh tôn kính, giỏi về việc sử dụng ma pháp chữa trị, bảo vệ. Tiffany tức giận mắng, "Ma nữ đáng ghét, nhân lúc ta không có ở đây thì giết hại con dân của ta, hôm nay ngươi và ta giải quyết hết đi." Pandora đáp trả, "Ngươi đang nói cái gì vậy chứ? Pandora chỉ là chơi cùng với bọn chúng mà thôi, ai bảo bọn chúng không biết chơi như vậy, động một chút là chết." Tiffany vừa đáp xuống đất vừa nói, "Vậy sao vậy hãy để ta chơi với ngươi nhé cô chợt thấy chiếc nhẫn trên tay ngô thần rồi thầm suy đoán ừ đây đây là những khế ước của nữ thần đồng thời còn dùng đá nguyên của mia tạo ra nhưng mia vẫn còn nhỏ hơn nữa vẫn còn không phải là nữ thần đợi đã hóa ra là vậy người này là chồng tương lai của mia vậy sao ở tương lai mia tìm được hạnh phúc thuộc về mình rồi như vậy ta cũng yên tâm rồi tiffany tiến lên trước cô dặn dò ngô thần và ileana hai người lùi lại sau giao ma nữ đọa lạc cho ta ngọn lửa tức giận trong người Pandora bùng lên hừng hực. Ta biết rồi, ngươi muốn cướp đồ chơi của Pandora, ngươi đừng hòng. Cô ta biến ra hai bàn tay to lớn. Tiffany nhanh chóng sử dụng thuật triệu hóa thập nhị thứ nguyên tường phòng hộ, mặt đất dung chuyển một cách dữ dội. Sau đó, một bức tường cứng cáp nhô lên, tạo thành thánh điện thành lũy, làm chặn đứng đòn tấn công của Pandora. Dù vậy cô ta vẫn ra sức đánh mạnh vào tường, thế nhưng bức tường vẫn sừng sững đứng đó mà không một chút thương tổn nào. Tiffany xuất hiện đằng sau cô ta. Đây là tường bảo vệ thành trong thần vực. Dựa vào ngươi không cách nào đánh phá nó được, có ta ở đây, ngươi đừng mơ làm hại bất cứ ai. Pandora lộ ra bản tính ác độc vốn có của mình. Kẻ xấu xa nhà ngươi, tại sao lại ngăn cản ta kết bạn? Đúng rồi, chỉ cần giết ngươi thì sẽ không ai ngăn cản ta nữa, sau này cũng sẽ không có ai ngăn cản ta, sao trước đây ta không nghĩ tới chứ, ta phải giết ngươi, nữ thần tinh linh. Cùng lúc này, bên trong bức tường, Ileana nói, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách nữ thần tinh linh đánh không lại cô ta. Ngô thần đáp, "Ừ." Chúng ta phải giúp người một tay mới được, còn nhớ pháp thuật liên kết ngũ cảm giữa cô với Elena lúc trước không? Ileana trả lời, thực ra vừa rồi ta đã lén thực hiện với Pandora, cô ta chợt nhận ra một điều, ngươi, ngươi muốn làm gì, sao ngươi không lấy mình ra liên kết hả? Ngô Thần nhấn vào thiết bị điều khiển và giải thích cho Ileana hiểu, ta là người thi triển pháp thuật, không cách nào thực hiện với bản thân, đừng lo lắng, lần này ta sẽ không phóng đại cảm quan. Ileana sợ hãi. Nói, chúng ta chơi bình thường là được rồi. Ileana không ngừng rên rỉ, hà, hà, vẫn, vẫn chưa xong sao, ta đã, ta đã sắp không ổn rồi. Ngô thần thắc mắc, kỳ lạ, sao làm cả ngày mà bên ngoài vẫn không có phản ứng gì, anh chợt nhận ra, a, à, ta quên mở liên kết rồi. Ileana nổi điên rồi đấm anh một vố đau điếng, ngươi cố ý phải không? Ngô thần nói, xin lỗi, xin lỗi, giờ ta sẽ liên kết cô với Pandora, chúng ta làm lại lần nữa, Ileana la lớn, vẫn, vẫn làm tiếp. Ở bên ngoài bức tường, Pandora và Tiffany đánh nhau quyết liệt, đang hung hăng chiến đấu bỗng Pandora ngã sấp xuống mặt đất, xem ra chiêu trò của hai người trong kia đã có tác dụng. Pandora cứ nằm đó mà đau đớn rên rỉ, mặt cô ta đỏ bừng, mồ hôi đổ liên tục, ối a cơ thể không dùng được lực khí, a, à, kỳ lạ thật, từng cơn từng cơn, có thứ gì đó sắp ra rồi. Tiffany thấy vậy cũng chẳng hiểu chuyện gì, tên, tên này sao vậy, nhưng cơ hội đó, cô nhanh chóng dùng dây chói Pandora lại, cô ta cố gắng dãy ruộng nhưng bất thành. Tiffany sử dụng quyền trượng thi triển phép thuật, tuy rằng không biết ngươi đang giở trò gì, nhưng dừng lại ở đây thôi, biến mất đi, ma nữ. Tất cả các loại vũ khí lập tức lao đến Pandora, không may là cô ta đã dùng sức mạnh phá vỡ dây chói và tức giận quát, kẻ phải chết là ngươi mới đúng. Pandora tạo một quả cầu to lớn, ma lực tỏa ra mạnh mẽ khiến nữ thần tinh linh phải dè chừng, sợi dây liên kết Pandora với chiếc nhẫn trên tay Ngô thần cũng bị đứt. Ileana la lên, cái gì? Ngô thần đáp, không ngờ ngay cả đạo cụ cấp bậc thần linh mà cô ta cũng có thể thoát ra được, Pandora rốt cuộc mạnh tới mức nào. Tất sát kỹ của ma nữ đoạ lạc Pandora, tuy rằng thiếu đi sự thành thạo, nhưng lại chứa đựng sức mạnh đáng sợ, nếu nhận chính diện thì cho dù nữ thần cũng không cách nào chịu được. Ở bên ngoài, Pandora hiên ngang tuyên bố, ta đã chơi chán rồi, ta sẽ san phẳng nơi này. Tiffany cắn răng chịu đựng, cô thầm chấn an bản thân, không ổn, ta đỡ không nổi đòn này, không được, tuyệt đối không thể từ bỏ huyết mạch của cả tộc tinh linh không thể đoạn tuyệt tại đây cho dù liều cả cái mạng này ta cũng phải giữ lấy mảnh đất này và thế là hai người họ thi triển sức mạnh bắt đầu cuộc chiến một mất một còn bỗng nhiên có tiếng gọi con của ta dừng tay pandora cô ta quả nhiên dừng tay ngơ ngác trên không trung bởi đó là tiếng của mẹ mình tiffany ở dưới thắc mắc sao sao đột nhiên dừng lại vậy một tấm gương huyền ảo xuất hiện bên cạnh pandora bên trong chính là sabria bà ta dịu dàng nói con ngoan Thật đúng là đứa con ngoan của mẹ, hôm nay hãy cùng mẹ trở về đi. Pandora đáp một cách nuối tiếc, nhưng nhưng mà, Pandora vẫn chưa bắt được bạn mới, Pandora muốn làm bạn với hai người đó. Sabria khuyên bảo, "Đương nhiên, con của ta, chỉ là bây giờ vẫn chưa được, thời gian, không đúng, kiên nhẫn, con của ta, vận mệnh tự an bài." Pandora đành phải nghe lời, "Con biết rồi mẹ, Pandora sẽ đợi." Thế là bà ta cùng con gái nói lời tạm biệt rồi biến mất. "Rất tốt, vậy chúng ta tạm biệt tại đây, nữ thần tinh linh ngươi cũng phải nhớ vận mệnh tự có an bài vào lúc tấm gương đóng lại có một mảnh giấy lơ lửng rơi xuống ngô thần kịp thời bắt lấy nó nội dung bên trong ghi đại ca ca lần này chơi rất vui pandora chưa từng chơi vui đến như vậy lần sau chúng ta lại cùng chơi tiếp nhé nếu đại ca ca nhớ pandora thì hãy gọi to tên của ta nhé pandora sẽ ngay lập tức tới tìm ca ca chơi tiffany thắc mắc hỏi hử ừ, các ngươi làm thế nào mà ra khỏi thành lũy ngô thần vô tư đáp bay từ trên nóc ra đó cô ngạc nhiên la lớn sao có thể loài người sao có thể biết bay cái này của ta là khoa học kỹ thuật cao ileana nhìn lên bầu trời một cách suy tư ngay lúc này tại một nơi xa lạ xin mở mắt tỉnh dậy ủa ta đây là ta giờ đang ở đâu nàng ta quay sang bên cạnh thì thấy rosa cũng đang nằm ở đây rosa muội không sao chứ cố gắng gượng ngồi dậy nhưng vẫn còn hoa mắt chóng mặt xin thấy vậy liền cảm thấy nhẹ lòng tốt quá rồi nhìn có vẻ muội không sao bao quanh hai người họ có rất nhiều đồ vật như gấu bông thức kẻ bút với hình dáng to lớn Rosa cất tiếng hỏi, ừ, đồ vật ở đây sao lại to như vậy, là muội đang nằm mơ sao? Sinh trả lời, không, đây không phải là mơ, mà là chúng ta đã trở nên nhỏ đi. Bỗng có tiếng động phát ra liên tiếp, hai người tò mò nhìn xuống dưới thì thấy Pandora đang nằm tô màu, vừa tô vừa hát trông vô cùng vui vẻ. xin bất ngờ khi nhận ra người quen trong bức tranh, đó, đó là, người mà cô ta vẽ không phải là ngô thần sao, điều này sao có thể, lẽ nào ngô thần theo tới rồi ư? Rosa nói, người trong bức tranh đó không phải là anh rể sao, lẽ nào cũng là người cũ của anh rể. Xin giải thích, không, nơi này là thời đại của quá khứ, cô gái này không phải là người bình thường. Ma nữ đọa lạc, Pandora, trong quá khứ suýt nữa thì cô ta đã hủy diệt cả tộc tinh linh, nếu không phải tiền bối Tiffany đã hy sinh tính mạng của mình, chúng ta cũng sẽ không sống được đến bây giờ. Vừa dứt lời, Pandora bất thình lình xuất hiện, cô ta dịu dàng nói, ôi chao, tượng người nhỏ bé của ta tỉnh rồi à, tốt quá rồi. Chúng ta chơi đi, chúng ta chơi trò hóa trang có được không, hi hi, không cần phải sợ, Pandora sẽ trang điểm cho hai người thật xinh đẹp. Sif bình tĩnh ôm chặt Rosa, nàng ta thầm nghĩ, đây chính là thử luyện dành cho ta sao, mẫu thần đại nhân. Vào ban đêm, tại một căn nhà nhỏ trong khu rừng, Tiffany nói, Ngô tiên sinh, cảm ơn cậu đã bảo vệ Mia, nếu không thì, Ngô thần vui vẻ đáp. Đây là chuyện ta nên làm, nữ thần tinh linh, người không cần khách khí, chúng tôi cũng là nhận được chỉ dẫn của nữ thần sáng thế mới tới được chỗ này. Tiffany thắc mắc hỏi, ra vậy à, nhưng ta còn một chuyện không hiểu, vị tiểu thư ma nữ này, Lẽ nào cũng là nhận chỉ dẫn của mẫu thân đại nhân sao?" Ileana cáu gắt, "Đừng ngớ ngẩn nữa, ta sao có thể lại nghe theo chỉ dẫn của nữ thần sáng thế? Ta chỉ là người bị hại bị tên biến thái này ép tới, hiện giờ hợp tác với các người chỉ là để bảo toàn chính mình mà thôi, đã hiểu chưa?" Ngô thần bỗng nói, "Tiểu thư Tiffany vẫn mong người đừng để ý, cô gái này tuy rằng miệng lưỡi có chút không hay, nhưng tuyệt đối không có ác ý, cô ấy chỉ là có chút xấu hổ mà thôi." Thế là hai người họ bắt đầu cãi nhau, "Cái gì? Ngươi nói ai đấy? Ta à, ta tại sao phải xấu hổ chứ kỳ lạ đầu óc ngươi hỏng rồi phải không hay ta quá hiểu cô rồi cô giống hệt hạ nguyệt vận nói một đằng làm một nẻo ta giống ma nữ slim đó ở chỗ nào hả muốn ăn đánh phải không tiffany đành phải lên tiếng khuyên ngăn này hèm hèm được rồi các ngươi đừng gây chuyện nữa ta tin các ngươi tình cảm của con người sẽ không biết nói dối ta có thể nhìn thấy giữa các ngươi đã hình thành sự ràng buộc tiểu thư ma nữ cũng đừng hục hoặc nữa ngô tiên sinh cũng là hết lòng coi cô là bạn ileana không chấp nhận điều này cô ta đứng dậy mắng đầu óc cô có vấn đề à ai muốn nảy sinh ràng buộc với tên biến thái này ta là ma nữ phản bội trước nay đều không cần bạn bè gì tiffany phát giác sự thật đừng lừa mình lừa người nữa tiểu thư ma nữ cô trước nay vẫn luôn rất cô đơn cô đang sợ hãi sợ hãi có người bởi vì mất đi cô mà đau lòng ngụy biện cũng vô ích bởi vì ta đã nhìn thấy hết cả rồi tiffany biết hết mọi chuyện bởi cô đang sử dụng yêu tinh chi nhãn trong truyền thuyết chỉ có cực ít chủng tinh linh mới có ma nhãn đặc biệt chỉ cần một cái nhìn là có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng của sinh vật, nhưng sử dụng mắt quá mức sẽ tổn hại tới tinh thần của người quan sát. Ileana tức đến phát điên, hừ, lo chuyện bao đồng, nữ thần quả nhiên đều là những kẻ khiến người ta chán ghét. Kiểu chơi đồ hàng buồn cười thế này ta không chơi cùng nữa, thế là cô ta bay đi, ngô thần vội vã đuổi theo, này, đợi đã, Ileana, cô muốn đi đâu, đợi đã, Ileana. Tiffany đứng quan sát hai người họ, kha kha, xem ra tổ hợp tương lai này vẫn cần phải rèn luyện thêm một thời gian. Cô chợt quay lại nói với Mia đang nằm trên giường, "Mia, con còn muốn nghe trộm bao lâu nữa? Nếu con đã để ý người đàn ông tới từ tương lai đó như vậy, chi bằng tiếp nhận vị trí của ta, thế nào? Như vậy thì sau này con liền có thể trở thành thê tử của hắn một cách hợp lẽ rồi." Mia hốt hoảng bật dậy, "Ấy, nữ thần đại nhân, người đừng đùa, con..." Tiffany nói, "Mia, con biết là ở trước mặt ta thì không gì có thể che giấu nhỉ? Chút suy nghĩ đó của con ta nhìn thấy rất rõ ràng đó." Mia buồn bã đáp, "Thọ mạng của nữ thần gần như là vô hạn." Nếu cần một người tiếp quản nhiệm kỳ mới, thì chứng tỏ đại nhân Tiffany không sống được tới thời đại đó nhỉ. Con không muốn như vậy, nếu là như vậy, con thà rằng không làm nữ thần, con không muốn mất đi đại nhân Tiffany. Tiffany xoa đầu cô bé và nhẹ nhàng giảng giải, "Mia, mỗi một vị tinh linh đều có ngày đối diện với số mệnh của mình, nữ thần cũng không phải ngoại lệ. Nếu đó là số mệnh của ta, ta cũng sẽ không có điều gì hối tiếc, điều quan trọng là tộc nhân của chúng ta cần có người để bảo vệ bọn họ." Mia, con chỉ cần giống như trước là được không cần quá chú ý đi làm những gì, thản nhiên đối diện với số mệnh của mình, thời gian sẽ cho con đáp án cuối cùng. Cô bé ngoan ngoãn đáp, vâng. Lúc này ở bên ngoài, Ileana ngồi một mình trên vách núi, ngay dưới trăng tròn sáng chói, có tiếng gọi vang vẳng, Ileana, Ileana. Cô ta bất giác đáp lại, vâng, mẫu thân đại nhân, người kia liên tiếp chất vấn, con của ta, tại sao, Ileana, tại sao con muốn phản bội ta, tại sao? Ileana cắn răng bịt chặt hai tay, cô ta hét to, con không có, con không phản bội người, mẫu thân đại nhân. Con chỉ là, Ngô Thần cuối cùng cũng xuất hiện, anh đặt tay lên vai cô, điều này giúp cho Ileana tỉnh lại bởi những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của cô ta. Ngô Thần ân cần hỏi thăm, Ileana, cô sao thế, sao lại ngồi một mình ở chỗ này? Cô ta lúng túng nói, ta, ta không sao, không cần ngươi lo, nhưng mà ngươi có thể tránh xa ta một chút hay không? Hiện giờ ma nữ điên cuồng Pandora đó đã nhắm vào ngươi rồi, ngươi là muốn hại chết ta sao? Ngô Thần thản nhiên đáp, cô sợ cái gì? đến lúc đó sau khi lừa cô ta kết hôn với ta pandora sẽ không làm tổn thương ta được nữa ileana liền mắng tâm trí pandora chỉ là một đứa trẻ mà thôi ngươi vẫn thật sự ra tay được à biến thái ngô thần cười tươi và giơ ngón tay cái lên vậy hay là cô lấy ta cũng được đó nếu như vậy sức mạnh của ta lại có thể thăng lên một cấp nói không chừng có thể đánh nhau với pandora đó ileana quát lớn ngươi đừng có mơ biến thái bỗng có tiếng ai vọng lại chuyện thành thân này ta đồng ý ileana và ngô thần giật cả mình hóa ra sabria đã ở phía sau bọn họ từ bao giờ bà ta đưa ra yêu cầu thần hi chi tinh hà tất phải mạo hiểm đi đuổi theo nữ thần sáng thế chứ cô ta hiện giờ chỉ như ngọn đèn le lắt trước gió mà thôi ngươi của hiện tại chết rồi cô ta cũng không có khả năng khiến ngươi sống lại như trong game nhưng ta thì khác ta có thể cho ngươi mọi thứ ngươi muốn quyền lực sức mạnh tiền bạc phụ nữ thậm chí là cả thế giới ta đều có thể cho ngươi hay là nói ngươi càng hứng thú với các con gái của ta hơn ileana lên tiếng đợi đã mẫu thân đại nhân con chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã bị mẹ mình đánh ngất ngô thần vội chạy tới đỡ cô ileana thế thế này là sao vậy ileana tỉnh lại ileana một lát sau cô ta tỉnh lại tuy nhiên đôi mắt lại xuất hiện hai hình trái tim lấp lánh trong lúc ngô thần còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ileana đã phấn khích ôm chặt anh mùi mẫn gọi tình yêu ơi sabria lên tiếng ta tạm thời đã sửa lại ký ức của nó như vậy thì nó sẽ không chống đối ngươi nữa các con gái của ta giao cho người đó ngươi có thể đưa bọn chúng trở về thế giới của ngươi, lập hậu cung của ngươi, đừng có tới làm hỏng chuyện tốt của ta nữa. Ngô thần nói, không cần liều sống liều chết vẫn có thể ôm được mỹ nhân trở về, đề nghị này thật sự không tệ nhé, nhưng ta từ chối. Sabria Zande ngô thần, từ chối, ngươi có biết bản thân đang nói gì không, anh dũng cảm đáp trả, cho dù ngươi là mẫu thân của bọn họ, cũng không có quyền đưa ra quyết định thay bọn họ. Bà ta cảm thấy nực cười, hờ, hờ hờ hờ, trên thế giới này, ngoại trừ gai ở, cũng không có ai dám nói với ta như vậy, ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao?" Ngô Thần thản nhiên nói, "Nếu như ngươi có thể ra tay, thì còn đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi như vậy sao? Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một cái bóng, ta nói vậy không sai chứ, theo ta thấy, sức mạnh của ngươi cũng không đủ để ảnh hưởng tới thế giới này." Sabria đành bất lực, xem ra giữa chúng ta không còn gì để nói nữa, ngươi rất dũng cảm đấy, Thần Hy Chi Tinh, như mong rằng khi nhìn thấy ta thật sự, ngươi vẫn có thể giữ dũng khí như vậy. Sau khi bà ta hoàn toàn biến mất, ngô thần thở phào nhẹ nhõm phù cha, vợ à nàng đã ý thức được rõ ràng rồi chứ ileana lúc này đã tỉnh táo cô ta liền hét lên gọi gọi ai là vợ hả cút ra ngô thần dịu dàng nói ừ rõ ràng là nàng gọi ta là tình yêu ơi trước mà chưa hết anh còn lấy máy ghi âm ra để chứng minh ngô thần bật nó lên và cười khoái chí ileana quát tháo mau tắt nó đi xấu hổ chết đi được đưa ta mau đưa bút ghi âm cho ta cô ta lao đến định giật lấy nhưng ngô thần giơ nó lên cao khiến cô chỉ có thể ở bên dưới chơi với anh thỏa thích trêu chọc không đâu nhé còn chưa cho elena nghe nữa ileana la lớn đừng để elena biết được sau cùng ngô thần quyết định đưa ra điều kiện nhưng mà trả lại cho nàng thì ta sẽ không được nghe để đi vào giấc ngủ mỗi tối như vậy lỗ to quá vậy thế này đi nàng gọi ta một tiếng chồng ơi ta sẽ từ bỏ món đồ yêu quý thế nào nàng xem nàng gọi một tiếng chồng ơi mà lại có thể đổi lấy quyền lực đặc biệt lâu dài của chiếc bút ghi âm hơi biết bao sau một hồi đắn đo suy nghĩ ileana khẽ gọi chồng chồng ơi mặt cô ta đỏ bừng cả lên ngô thần cười một cách sung sướng được rồi ta thoải mái rồi cái này nàng cầm đi ileana lập tức thay đổi sắc mặt sang tức tối rồi nhanh chóng giật lấy máy ghi âm trên tay anh không ngờ là ngô thần còn có một cái máy khác anh thầm nghĩ he ghi lại được câu chồng ơi này không lỗ chút nào anh chợt cất tiếng hỏi nhưng mà ileana nàng dường như rất sợ mẫu thân của mình chuyện này là vì cớ gì Ileana quay lại đáp: "Cái tên nhà ngươi là muốn có được kế hoạch của mẫu thân đại nhân từ miệng ta nhỉ? Đừng tốn công vô ích nữa. Ta không hề biết mẫu thân đại nhân muốn làm gì, mẫu thân bà ấy không tin tưởng bất cứ ai, không ai biết được suy nghĩ của bà ấy. Bọn ta chỉ là hết lần này đến lần khác thực hiện mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân, nhưng chưa bao giờ biết tại sao phải làm như vậy. Thế nên, ngươi đừng có mong lấy được tin tình báo từ chỗ ta. Cho dù là ta, cũng không hề hiểu được mẫu thân của mình, có lẽ, đối với mẫu thân đại nhân, bọn ta chẳng qua chỉ là công cụ mà thôi." Nhận thấy tâm trạng buồn bã của Ileana, anh khoác vai an ủi cô, "Được rồi, đừng có không vui như thế nữa mà, nàng không phải vẫn còn có ta sao? Và cả Elena, bọn ta đều là người nhà của nàng mà, cho dù bà ấy đang lên kế hoạch làm gì, ta cũng sẽ nghĩ cách ngăn chặn." Ileana nực cười, "Hừ, chỉ biết nói khoác, cũng không xem thử sức mình tới đâu, đồ ngốc." Ngày hôm sau, trong căn phòng nhỏ tình yêu, hai người họ cùng với Tiffany và Mia vào trong quan sát, Tiffany bỡ ngỡ, "Không gian này, thật sự thần kỳ." cảm giác cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài đây chính là chiến trường mà ngươi chọn sao ngô thần đáp đúng vậy nếu ở chỗ này cho dù pandora có nổi điên cũng sẽ không ảnh hưởng tới bên ngoài tiffany cảm thấy nhẹ lòng tuyệt quá đi như vậy thì ta có thể thoải mái chiến đấu rồi anh liền ngăn cản xin lỗi ta không thể để người chiến đấu với pandora người sẽ chết ileana ở bên cạnh giải thích dựa theo lịch sử nguyên bản người và pandora sẽ cùng đi tới chỗ chết ngày hôm qua người suýt chút nữa đã tự bạo rồi nhỉ Tiffany đưa ra quyết định, không sao, nếu sự hy sinh của ta có thể đem lại hòa bình, ta bằng lòng chấp nhận vận mệnh của mình. Ngô thần đặt tay lên vai cô và nêu lên ý kiến, đừng nghĩ như vậy, Tiffany, ta có cách hay hơn so với việc đánh sống đánh chết. Chi bằng để ta thử nói chuyện một phen với Pandora, Pandora tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nội tâm cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, như vậy thì sẽ không có ai phải hy sinh nữa. Tiffany nói, ta biết rồi, nhưng vẫn mong ngươi đừng miễn cưỡng bản thân sau một hồi vất vả thì ngô thần cũng đã dựng nên một ngôi nhà nhỏ được trang trí theo phong cách dễ thương thế này cũng hòm hòm rồi thật là quá lâu rồi không dựng nhà trong vườn không biết pandora liệu có thích hay không còn ba người kia thì ở bên ngoài quan sát tình hình thông qua quả cầu trong suốt ileana nói vọng vào này ngô thần ngươi dựng căn nhà trẻ con như vậy làm gì đối phương là pandora đó ngươi nghiêm túc một chút cho ta coi thường ma nữa à anh đáp lại nàng hiểu cái gì chăm sóc trẻ con thì phải dùng tư duy của trẻ con để giao lưu với cô ấy như vậy mới có thể làm bạn với trẻ con. Ta nói này nàng có biết chăm trẻ không vậy, không biết thì đừng có chỉ đạo bừa, đừng nói nữa, ta phải gọi Pandora tới rồi, Ileana bất lực thở dài. Sau đó ngô thần hớn hở gọi to, Pandora, tới chơi đi nào, Ileana đứng bên ngoài mà cảm thấy xấu hổ thay anh. Nhức mắt quá đi, ta sao lại làm đồng đội với tên thiểu năng thế này chứ, hơn nữa, ta còn từng gọi hắn là chồng. Pandora quả nhiên xuất hiện, cô ta phấn khích nhảy từ trên xuống, ôi đại ca ca thật sự tìm Pandora chơi rồi. Yeah. Cô ta ôm chầm lấy ngô thần Mạnh đến mức đè anh ngã ngửa trên sàn nhà Ngô thần thầm nói Sữa, sữa rửa mặt mạnh quá Dòng máu đã mất luôn đi một phần ba Mụn đen trên mặt cũng không còn nữa Không, không đúng Máu của mình sao cứ chảy mãi vậy Không ổn, cứ tiếp tục như vậy mình sẽ chết Bỗng có nguồn sinh lực giúp máu của anh không chảy nữa Hóa ra ở bên ngoài Tiffany đã dùng sức mạnh của mình Để bảo vệ tính mạng anh Hành động này thật quá nguy hiểm Cô nghĩ giờ ngô tiên sinh chắc không sao rồi ma nữ đoạn lạc có vẻ rất thích hắn nếu như vậy nói không chừng ngô tiên sinh thật sự có thể thu phục pandora cố lên nhé ngô tiên sinh